Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về việc ươm trồng cây su su. Trước mắt các bạn là ba cái chậu su su giống của mình ươm cách đây 2 tuần. Mình đã có một video chia sẻ về cách để giống qua mùa đông cho quả su su giống. Để có được ba cái quả su su giống này thì mình đã phải cất giữ quả su su từ mùa trước, tức là từ tháng 9 năm ngoái cho đến tận cuối tháng 3 năm nay thì mình mới cho vào đất được. Và cách trữ giống của mình là mình để trong phòng lạnh nha các bạn. Nếu các bạn không có phòng lạnh thì các bạn có thể để ở trong gara với điều kiện phải bọc kín lại bằng giấy báo và cho vào trong hộp cắt tông nha các bạn. Để trong gara hoặc là phòng lạnh thì nó sẽ hãm được quả su su cho nó không nảy mầm và cũng không bị hỏng thối nha các bạn. Thế ở đây các bạn thấy là có ba cái quả su su giống, nhưng có một quả thì nó đã phát triển được khoảng 40 cm rồi, cái mầm của nó đã dài được 40 cm. Còn hai quả còn lại thì có chậm hơn một chút, nhưng mà không sao ạ. Thực ra thì còn 2 tháng nữa mình mới cho ra vườn, cho nên là nếu nó càng chậm thì là càng tốt, bởi vì nếu không thì nó sẽ rất là tùm trong nhà và chiếm rất là nhiều diện tích. Các bạn có thể nhìn sang cái quả giữa thì các bạn thấy là cái mầm của mình nó rất là mạnh khỏe. Cái lý do ở đây là cái quả su su giống của mình lúc mình bắt đầu ươm xuống đất ấy là nó chưa nảy mầm, hoặc nó chỉ nảy mầm một chút xíu, 1-2 cm. Còn cái quả bên cạnh cũng như vậy. Thì các bạn nhìn gần hơn sẽ thấy này. Đấy, bây giờ sau khi ươm được 2 tuần thì nó bắt đầu bật những cái mầm rất là khỏe, rất là mạnh khỏe. Còn sang cái chậu nhỏ hơn, chậu thứ ba này, các bạn có thấy nó có gì khác không ạ? Các bạn thấy nó không có quả su su giống, mà cái mầm su su của mình nó được mọc ra từ cái hạt su su. Năm nay mình thí điểm bổ một quả su su ra, vì nó chưa mọc mầm, chưa thè lưỡi, nên mình bổ ra, mình lấy hạt, mình ươm thử vào trong đất, và kết quả rất là bất ngờ, đó là cái su su lên rất là mạnh khỏe. Cho nên đây là một cái cách, ngoài cái việc là để ươm cả cái quả su su giống, các bạn hoàn toàn có thể tách lấy nguyên hạt thôi và các bạn ươm xuống. Đặc biệt là những cái bạn mà sau khi để quả su su giống trong mùa đông ấy, có rất nhiều bạn nói với mình là quả của các bạn nó bị mốc, bị thối và các bạn cho nó là bị hỏng, các bạn vứt đi. Thì điều đó là rất là lãng phí, mà các bạn có thể hoàn toàn là tách lấy cái hạt ấy. Các bạn tách lấy cái hạt, các bạn bỏ cái phần thịt su su mốc thối, các bạn bỏ nó đi và lấy cái phần hạt. Nếu như cái hạt nó còn tươi là các bạn chắc chắn ươm nó thành cây giống được. Đấy, thì lưu ý các bạn như vậy. Bây giờ mình sẽ xin chia sẻ chi tiết với các bạn là cái cách ươm nó vào chậu như thế nào để cho nó đạt hiệu quả nhất, cây nó phát triển tốt nhất nha. Đây là hộp mà mình để hai quả su su giống. Các bạn thấy trong một cái hộp cắt tông, và mỗi một quả su su giống thì mình gói trong một tờ giấy báo. Đấy, các bạn nhìn, sau 6 tháng để quả của mình nó rất là tươi. Đấy, rất là đẹp, các bạn nhìn cái đầu nó đang nhú cái mầm bé tí xíu này. Đấy, mới khoảng 1-2 cm thôi. Quả thứ hai, đây, quả này thì cũng thế thôi các bạn ơi, cái mầm nó mới nhỏ được khoảng 2 cm, cái mầm nó nhú ra. Đấy, thì như thế này á, thì cái mầm nó ngắn như này thì rất là tốt, bởi vì khi mà cái cây nó mọc tiếp lên thì nó cái mầm nó rất là mạnh khỏe. Bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn về chậu nhá. Các bạn chuẩn bị một cái chậu mà có lỗ ở dưới đáy này. Đấy, sau đó mình lót vào đó một cái túi ni lông, và cái túi ni lông này mình sẽ cắt thủng lỗ để khi mình tưới nước ấy, nước nó có thoát đi. Tại sao phải có cái túi ni lông này? Để mà khi mà sau khi ươm ở trong nhà vài tháng mang ra vườn, nên mình chỉ việc nhấc cái túi ni lông này ra ấy, thì là ta lấy luôn được cả cái bộ rễ, rất là dễ dàng, có thể cho được cái bầu cây ra khỏi cái chậu. Mục đích của cái túi ni lông này là như vậy. Bây giờ mình xin chia sẻ về đất trồng. Đất để ươm cây quả su su giống là mình dùng đất potting mix. Nó là một loại đất mà người ta trong này người ta đã trộn sẵn rất là nhiều các loại dinh dưỡng rồi, rất là phù hợp cho cái việc
ươm giống các cái loại cây giống nói chung. Sau khi cho đất khoảng 2/3 chậu thì mình đặt quả giống vào và mình cho quả giống của mình nó nằm ngang. Sau đó mình tiếp tục cho đất phủ lên cái quả su su giống, làm sao để đất phủ kín được 2/3 quả nha các bạn. Có nghĩa là đất nó che cả cái mầm vừa rồi đấy. Sau khi đã cho được quả su su giống vào trong đất rồi thì mình sẽ tưới. Mình sẽ tưới đủ ẩm. Và công việc cuối cùng là mình mang hai cái chậu su su giống của mình này, mình đặt nó vào nơi có nhiều ánh sáng nhất ở trong nhà, ví dụ gần cửa sổ chẳng hạn. Và chỉ cần chờ 1 tuần hoặc 2 tuần sau là sẽ có, là su su sẽ mọc mầm nha các bạn. Xin khoe với các bạn khu vực nhà kính của mình, để mình trồng các cái cây mùa đông ở trong cái nhà kính này, để cho những cái cây mà nó không chịu được cái độ lạnh âm mấy chục độ bên ngoài trời ấy các bạn. Ở trong này mình trồng các loại hoa quỳnh, rồi phong nữ thảo, rồi hoa lan càng cua, và tất cả những cái loại cây giống mình cần phải trữ cho năm tới. Các bạn lại gần để xem có những gì nhá. Đây, trên cao mình để các chậu quỳnh, phong nữ thảo, cái chậu trắng này là chậu rau má nhà, rồi lan càng cua. Lan càng cua cho hoa liên tục từ tháng 11 đến giờ, tháng 3 vẫn tiếp tục cho hoa các bạn. Đây là một chậu lan càng cua cuối tháng 3 vẫn có nụ đây các bạn này. Đấy. Rồi rau răm. Đây là những cái chậu dọc mùng ấy các bạn, hay còn gọi là bạc hà. Đấy, mình mới mang từ phòng lạnh để đây để cho bắt đầu nảy mầm. Mình giữ giống qua mùa đông bằng cách như vậy. Phong nữ thảo thì cho rất là nhiều hoa. Chậu nào rất là đẹp thì mình mới mang vào trong nhà để trưng thôi. Đấy. Tiếp tục phía trên này cũng là phong nữ thảo. Rồi lan càng cua. Đây là cái chậu bướm đêm của mình, nó rất là nhiều hoa. Hành nha các bạn, hành lá, mình có hành lá ăn suốt mùa đông, không phải đi chợ mua. Đấy. Đây là một cái chậu cải song nha. Đây là chậu cải song. Đây là lá cẩm. Và xa xa trong kia chính là chậu dọc mùng hay còn gọi bạc hà nha các bạn. Còn khu vực ở giữa nhiều nắng hơn thì mình để ươm giống. Cuối tháng 3 mình bắt đầu ươm giống cho các cái loại cây cho mùa xuân hè năm nay. Thì gồm có su su, là mình đã bắt đầu ươm được su su, cà pháo, cà chua, bầu bí mướp. Mới bắt đầu thôi các bạn. Đây. Ồ, quên mất, xin khoe với các bạn. Một chậu lan càng cua của mình. Màu tím hồng rất là đẹp. Đấy. Đây là lần cho hoa thứ 3 tính từ tháng 10 đến giờ các bạn nha. Nó cho hoa liên tục, hết lần này qua đợt khác. Rất là đẹp. Nhà nhà mình có tới 5 chậu như vậy, cho nên là mình cứ luân phiên. Chậu nào thật đẹp thì mình sẽ mang vào trong nhà. Thấy không? Đấy. Lan càng cua là loại hoa mà dễ trồng, dễ chăm nhất, mà cho hoa lâu dài nhất, cho nên là các bạn có thể thử trồng xem. Ai, xin khoe với các bạn một chút về cái khu nhà kính của mình như vậy thôi. Xin chào và tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.